Đây là cái máy mà mình chuẩn bị mình tháo ra. Bây giờ mình sẽ tháo hết toàn bộ luôn. Trước tiên thì các bạn tháo thì các bạn phải tháo ra là cái mô pin ra trước. Cái mô pin. Cái tàu quay. Cái tàu quay. Mô pin với tàu quay đi trước. Rồi các bạn thấy không? Nhầm cái thứ hai. Cái này mà nó không có con ốc mà để dặn nè. Nó tuột thẳng xuống mà nó dặn các bạn đâu có tháo được cái đồ đạc trước ra đâu. Thì mình mở mấy con ốc này ra chứ. Mở ra con nó nằm đâu. Mới đồ nó còn đồ trứng đó. Mở của máy thôi nha, mở cũng mở hơi thôi nha các bạn ha. Mình mở hết ba con rồi lát mình mở da hẳn, mở hẳn ra luôn. Máy này hầu như là theo mình thấy là không có bạch đạn rồi đó các bạn ơi. Theo mình thấy là cái máy này là không có một cái bạch đạn rồi đó. Nhưng mà các bạn nhìn nè. Các bạn nhìn nè, hầu như là không có một cái gì gọi là mỡ bò nhiều cả. Mỡ bò nó rất là ít. Người ta bán rất là ít. Về mình tự mình vô thêm thôi chứ không ai vô dùng mình cả. Còn cái cối này á thì các bạn muốn cái đồ gạch cứng này các bạn muốn tháo ra thì trước hết á các bạn phải tháo vậy nè. Các bạn thấy cái cây này không? Tại vì cái này nó có cục hít. Con nhít này nó có cục hít. Còn các bạn nào không có cục hít á thì các bạn lấy cái cây gì cong cong á các bạn khử nó lên nở lên nè. Nó có cục hít nè. Hết rồi đúng không? Rồi quên chưa lấy cối ấy, chưa lấy cái cốt nữa. Lấy cái cốt ra là phải mở ngóc này ra lấy cái cốt. Tuyệt đối nha các bạn, mình để cái khăn như vậy là cũng có mục đích á, tại vì mình không muốn để xuống bàn sợ bàn cát rồi này kia. Khăn thì khăn sạch nó không sao, giờ lấy cốt đi đó. Thì đó là không được đồ để cho dính cái nha các bạn. Tháo ra rồi, ở trong đây tới đây rồi. Tháo ra rồi. Cái này phải tháo, cái này là các bạn biết sao không? Ở đây nè các bạn nhìn này, các bạn thấy cái cây, có cái cây inox không, cái cây nhỏ không, cây inox nhỏ không? Để mình quay gần lại cho các bạn xem. Đó, các bạn thấy cây inox nhỏ không? Thì cái cây inox nhỏ này á nó sẽ hít vô trong đây nè. Các bạn gắn cái lúc mà mình gắn cái cốt nó vô á thì mình gài sao mà cho nó vô trong đây nè, vô cái khe ở trong đây nè là đúng. Còn các bạn gài mà vô sai á, nó không vô á là sai rồi đó. Giờ mình tháo cho hết, không tháo thì thôi, một khi đã tháo là phải tháo cho hết. Đó ra để mình vô mở bộ mình làm cho cái máy mình nó có cái độ tuổi thọ nó cao. Như bây giờ mình nói ví dụ như vậy. Ví dụ như vậy, nó thường thường người ta sản xuất ra người ta cho mình xài 5 năm đi. Ví dụ thôi nha. 5 năm. Thì bây giờ mình tháo như vậy, mình xài có thể được 10 năm. Các bạn vô mở bò vô nhớ này kia 10 năm.
Máy máy này là máy Hàn Quốc mà. Tại vì mình có nhổ bồ ở bên Hàn Quốc á, bởi vì nó gửi về đúng không, nó gửi vào nguyên lô rồi đó, cái mình lên trên nhà bà con nó mình mua 140.000 đúng không các bạn. Rồi đó, rồi mình để về luôn đi, không mấy thì mình tháo ra. Rồi, tháo đi đó. Không tháo ra các bạn không tin. Rồi tiếp ở đây. Trong đây nó có cái này nữa, có cái gì mình cũng không biết nữa. Cái này là cái gì vậy ta? Nồi đồng có đá gì nè. À, đây nè các bạn, mới thấy nó nằm trong đây nè. Giờ hỏi kệ nó nằm đó thì kệ nó đi, mình không quan tâm. Giờ mình sẽ quan tâm cái mà mình quan tâm là mình chế mỡ bò đó. Bây giờ cái lý chế mỡ bò, bây giờ bắt đầu tới giai đoạn mà mình chế mỡ bò thì bắt đầu mình sẽ quay nhanh video clip lên ha. Quay nhanh video clip lên thì các bạn xem mình giáp lại luôn, mình tất cả là đều mình quay nhanh hết. Thế nào các bạn, thì sau thời gian mình giáp máy vô xong á thì các bạn thấy không, mình chét là mỡ bò, là mỡ bò xanh đây, mỡ bò mình chét là mỡ bò xanh. Còn nhớt hộp số nha. Các bạn thấy không, mình quay mới thì nó rất là nặng đúng không, nhưng mà các bạn câu nhiều đi, câu chừng khoảng vài lần hay chục lần hay bay liên tục vậy nè, bay vô vậy đó. Là cái máy của các bạn á, bắt đầu nó nhẹ lại, nó sẽ nhẹ lại, nó chứ nó không nặng như vậy đâu. Mới á, thì các bạn thấy không, mình chế mỡ bò rất là nhiều, tại vì mình không phải là mình sợ nặng, mình muốn là đồ nó bền, nó tốt đúng không, nó có bị gãy bậy hư bậy thì bây giờ mình mới chém bò nhiều. Nhưng nhớ để giữ cho cái độ của nó có cái nó có độ bền trơn tru, nó không bị dít, nó không bị thấm nước mặn, nó không bị hư đó. Thì bây giờ muốn ấy, bây giờ các bạn mấy con ốc này nè, các bạn chém bò vô. Đúng á, nếu mà đúng á nha, thì mỡ bò mà chét vào miếng ốc này á, thì các bạn nên xài mỡ bò vàng, nha các bạn, còn chứ không phải mỡ bò xanh này nè. Mỡ bò xanh này là mỡ bò dùng để chét ở trong máy thôi,
con ổ bò vàng á mới là ổ bò đúng á, chắc ở ngoài là bảo vệ mái, cái bảo vệ con ốc là không có bị sét á, nó bị sét ngay mấy cái đầu con ốc á. Chờ một cái phủ qua một lớp mỡ bò rồi. Giờ mấy con ốc này chắc chắn là nó sẽ bền rồi. Ok, vậy là xong cái máy nha các bạn. Và mình kết thúc video luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ kênh mình nha.